À, mình đã có mối tình nào chưa? Slut chưa thì có. Slut chưa luôn. Mọi người bạn gái thấy hí hẩm tí nhưng mà chân thật, không ham vật chất. Ủa sao ham vật chất? Vui quá rồi. Vui quá, mình cũng vui quá. Rất là dễ thương. Hy vọng những cái điều tốt đẹp vào tương lai. Tươi sáng đang chờ hai bạn, hạnh phúc đang chờ các bạn. Chúc mừng hai bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Kéo màn. Hả màn. Mời bạn nam bước ra sân khấu. Chào bạn. Dạ. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Trương. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm 28 tuổi. 28. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là gì? Dạ em tên là Diễm Ngọc, em 26 tuổi ạ. Hiện nay là Ngọc đang làm việc ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty tư nhân ạ. Mình làm được bao lâu ở đó rồi? Gần 4 năm rồi chị. Mình đã có mối tình nào chưa? Slut chưa thì có, còn bây giờ thì chưa luôn. Bao lâu rồi thì không có? Dạ chắc khoảng hơn 1 năm mấy rồi chị. Vậy mà là slut chưa? Trời ơi, tưởng đâu là 5-7 năm nay không có. Bạn có thể nói về mình chút xíu. Ưu điểm của em thì hay cười, vui vẻ, thân thiện. Với lại cũng có biết một chút nấu ăn. Nhược điểm thì em thấy nhiều hơn ưu điểm. Nhiều là cái gì đâu? Nói nhiều nè, hay nóng tính đó chị. Cô kia giới thiệu vậy rồi, còn theo bạn thì đáp lại như thế nào? Dạ, em thì hiện nay là nhân viên ngân hàng. Dạ. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng 6 năm. Về ưu điểm thì em thích nấu ăn với Quỳnh Linh. Tuần thứ bảy tuần nào em cũng coi chương trình của Quỳnh Linh nấu ăn, nó ngon á. Với lại em thích cái mẫu người bạn gái hơi hí hẩm tí nhưng mà chân thật, không ham vật chất. Dạ. Ủa sao ham vật chất? Dạ tại trước đây em có quen hai ba người con gái thì cũng chia tay là do vật chất. Mà sao anh? Em không hiểu. Vật chất giống như là những cô gái mà đua đòi á, mình không thích những cô gái đó. Nhưng mà thế nào mới thể hiện là nghiêng về vật chất? Nghiêng về vật chất. Mua này mua kia. Dạ đúng rồi, đúng rồi, nguyên lên hoặc là đi ăn những quán sang trọng như nhà hàng. Phụ nữ nào mà không thích vậy bạn? Thì trường hợp nếu mà mình dẫn đi ăn uống cái chỗ quán nào hay là mình mua sắm vật chất thì mà tổng cái nguồn tài chính của mình thấy đủ thì mình có thể mua cho tặng bạn gái mình. Nhưng mà nếu mà đòi hỏi cao quá thì mình không đáp ứng được. Dạ đúng rồi em. Cụ thể cô ấy đòi gì mà bạn chia tay? Giống như điện thoại mới ra hay gì á, là có từ đòi hỏi mua cái mới ra hoặc là mua quần áo hay gì quá sang trọng hay gì đó. Khả năng bạn hồi trước giờ bạn lo cho bạn gái bạn là bạn lo được cái gì? Em có thể mua với tầm khoảng 10 triệu đô la, nếu như điện thoại đi hoặc quán ăn bình thường vài trăm ngàn hay đến 1-2 triệu thì ok. Chứ nếu mà vượt quá thì mình nhiều khi nó những cô gái đó đòi hỏi vật chất nhiều quá, không yêu mình thực sự. Dạ. Và cái chuyện mà vật chất đó, bạn còn có yêu cầu gì với người bạn đời của mình nữa? Người con gái em thích là thứ nhất là không nhuộm tóc quá lè lè, có thể nhuộm như màu hạt nâu dẻ hay là màu nâu đen, chứ đừng có nhuộm màu đỏ mà vàng xanh em không thích. Với lại em không thích con gái có hình xăm. Hình xăm? Dạ, xăm người, xăm mình. Em không nói những người hình xăm mình là xấu, nhưng mà tại vì theo quan niệm của người ở đâu mình thấy hình xăm nó hay sâu sao, chứ em không nói những người đó là xấu. Em yêu cầu chiều cao gì không? Cao từ 1m55 đến 1m6 là được rồi. Em phải nói cao 1m7. Mấy xăm lầm em. Vậy thì bạn thích cái người bằng mẫu người bạn trai của mình là người như thế nào? Người đó phải cao hơn em, cao 1m trên 1m7 á. Tại em lùn quá và bạn đó lùn nữa thì đi nó không có hợp rơ lắm. Lùn với lùn mới xứng chứ. Ốm rồi. Lùn rồi đi với cao rồi hôn nhau phải bắt ghế hả? Đâu, tại em hay đi giày cao gót chị. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích hút thuốc, không thích cái tính gia trưởng. Ồ, anh mình đó có vẻ hơi gia trưởng á. Có không, em có gia trưởng không? Có chứ. Em bình thường lên đây. Không có gia trưởng. Em không biết hút thuốc luôn. Không nhẹt gì không? Nhậu thì em nhậu chắc nói chắc yếu hơn con gái luôn, dưới hai chai bia làm gì đó. Bạn có cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình không? Chị biết diễn viên Trương Minh Quần không? Biết. Em thích một người như vậy á. Vậy là sao? Cao. Nói chung là nhìn mình nhìn có thể như là tin tưởng. Hồi nãy anh nói là anh không có thích nhuộm tóc cũng được rồi, không có hình xăm. Mình có gì không? Không có gì hết trơn, em theo truyền thống. Đúng không? Chị nghĩ là hợp với ảnh rồi đó. Bây giờ sẵn sàng kết hôn không? Không biết anh bên đó chịu nữa. Bây giờ anh chịu đó, bây giờ anh chịu thì em có chịu không? Bí mật chị, anh. Hai em. Nãy em nói là cái hình tượng của em, bạn trai của em phải giống như Minh Cường đúng không? Minh Cường đẹp trai lắm. Em thích đẹp trai. Anh cao hả? Thích đẹp trai hả? Cao như vậy đó. Trai tiêu chuẩn nó cao lắm đó nha. Mà nếu mày xấu hơn sao? Cô này mê trai đẹp nè. Trai đẹp ai không mê chị.
Chị cũng mê vậy, chị có nói gì đâu. Khó à? Khó lắm, khó lắm. Mày khó càng ha. Cao lắm, tới mét 7 rồi. Dạ không. Anh rất là trai, anh cao mét khoảng 7 mấy, gần 8 á. Chào em. 8 đó. Em cao mét mấy? Em không có mét 65 mà chị ơi. Mét 65 lùng hơn tiêu chuẩn của cái người bạn gái đó đưa ra. Lùng hơn cái tiêu chuẩn thôi. Chứ thôi bạn nó cũng không có cao. Nhưng mà bạn thích người bạn trai cao. Dạ. Thích nhón nhón như đó, gu lạ chút. À, khum đầu xuống hết chị. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ được thì chừng nào kết hôn được? Nếu mà hai đứa thấy hợp thì tiến tới sớm cũng được, đâu sao đâu. Sớm là bao lâu? Tùy tùy có bạn nữ đó chấp nhận hay không. Mình là nam nhi đại trượng phu, tôi đang hỏi bạn. 6 tháng đến năm hay gì đó. Ừ thì vậy đi. Khó không? Khó. Thiếu năm phân mà còn nhiều chuyện. Hỏi này mất cỡ đỏ mặt luôn. Làm gì công an. Thiệt tình tới. Dễ thương. Có điều đó thì đó, thiếu năm phân cái nào tôi nói thiệt. Bây giờ nghĩ rằng á, là hai người nên gặp mặt đi. Đúng rồi, bây giờ mình để nói cảm nhận thế nào. Chúng ta có 2 phút thôi. 2 phút nhìn thẳng mắt nhau, nói thật nhau và cảm nhận xem có tiếng sét ái tình chưa hả bạn ha. Nếu mà người ta có đưa đơn cho xin vay cũng cho vay nha anh Linh ơi. Bên đây bạn nữ mình là có đi với người thân, trước khi kéo màn lên mình phỏng vấn người thân của bạn nữ trước cái đã. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em với lại bạn. Chào em. Em là em hay là bạn? Dạ là em chị. Em dạ. Em biết tánh tình của chị gái mình không? Chị có kén quá không? Dạ kén lắm chị ơi. Kén lắm hả? Dạ khó tính đó chị. Bây giờ cái anh bên kia em thấy làm sao, ổn không? Dạ những tiêu chuẩn mà chị đặt ra với anh á thì em nghĩ là khoảng được 60%, còn 40% còn lại thì tùy chị quyết định thôi. Bây giờ trước khi kéo màn lên thì em muốn nói nhắn nhủ gì với chị gái của mình không? Chị ơi hãy cho mình một cơ hội đi chị, lớn tuổi rồi chị ơi. Câu đó mới quan trọng á. Chị không quyết em quyết. Rồi chuẩn bị 2 phút đi gặp nhau, kéo màn. Dạ. 2 phút bắt đầu. Chào em. Anh chào anh ạ. Em biết nấu ăn không? Nấu ăn thì ăn được nhưng mà ăn không ngon. Vậy hả? Để mốt anh chỉ cũng được. Anh thích nấu ăn lắm. Ủa nhìn em anh có thấy em xăm hình rồi gì không? Bề ngoài sao biết được. Dạ, phải bên trong mới biết được sao, bề ngoài sao biết được. Em hình như là 26 tuổi đúng không? Dạ. Ví dụ em gặp người tốt yêu em thật lòng em mới tính chuyện thế đâu. Chắc mình phải đến một mức độ nào đó mình phải tính rồi anh. Chứ đâu thể em mà cứ đi hoài đâu. Em nghĩ thế nào về trong tình yêu? Hai người thông cảm với lại biết chia sẻ, biết quan tâm lẫn nhau. Đó là điều em cần nhất. Đối với anh trong tình yêu anh ghét nhất là sự giả dối. Đúng có rồi. Gì phải chân thật với nhau. Nếu mình không hợp nhau hay khi sau thì chia tay cũng vẫn là bạn hạnh phúc nhau. Rồi mua điện thoại mấy triệu không? Để coi được anh tự nguyện chứ không có ép. Rồi bây giờ thì các bạn cứ bình tĩnh và suy nghĩ nha. Các bạn là quyết định hết sức là quan trọng. Hợp ý thì mình bấm nút, không hợp ý thì có thể mình không bấm. Bấm để tìm hiểu nhau chứ không phải bấm để rồi nói chuyện chơi vui. Ok. 3 2 1 hết thời gian. Hú hồn. Sao mà sao em lại bấm nút? Như anh Quyền Linh nói là hãy cho mình cơ hội nên em nghĩ là câu nói của anh Quyền Linh cũng đúng. Nói chung là mình không giữ khư khư được cái quan điểm của mình mà mình cần phải thay đổi rồi. Còn bạn trai? Tại em thấy tính cách cô gái này cũng đáng yêu nên em sẽ cố gắng tìm hiểu, nếu mà cô ấy chịu đồng ý thì Khi nãy anh cố tình nói câu như vậy để các bạn suy nghĩ sâu hơn chút xíu, và khi các bạn đã bấm nút thì anh tin rằng cái bấm nút đó nó xuất phát từ trái tim của các bạn. Chúc mừng các bạn nha. Thay mặt chương trình gửi tặng bạn một cái cặp vé xem phim để hai bạn có thể hẹn hò bước đầu với nhau như vậy. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được sự đồng cảm với nhau và tiến xa hơn nữa. Dạ, em cảm ơn chị Linh. Hai bạn nắm tay xem phim.